ai gửi cho thằng đầu thằng bạn này. Bố tôi bên này tôi đan hai cái vỏ mất 10 triệu, một cái 6 triệu. Đây này cũng mới chân sánh đỏ đỏ rồi chú. Màu được à? Bảy màu mà đáng mà. Được chứ, là chúng ta được. Nhưng mà ở trên nước có độ xấu cao nó là vẫn đẹp hơn nữa. Hả? Mình chỉ có ai mà có độc liền như tận chơi mà được. Ta chơi độc của độc thật đâu. Thì độc chứ. Chầu thêm cái vang đi lâu lắm này chứ. Hả? Mình chầu thêm cái vang đi lâu lắm này chứ có tiền. Của bác, cái bác mua thì thoảng thì chú mua mi đi là cứ nói tao ta đi chứ anh đi. Dạ, bác chào ta đi. Thế nào? Chai A-đầu tuyệt vời để biểu diễn nhau sân coi bạn nhá. Quay đi, có quay không? Ờ, bác vẫn đang bật bảy vậy. Thôi chào thêm này đi mất chứng tiên. Lao cũng mỏ lắm mà lao chứ chăm muốn. Cơ hội nhiều bà nhá. Mình vừa có coi chủ phí hiểu của anh bà tôi nhớ mày. Mình lên đây nên. Để đi về khoảng hơn. Cái mà vừa không? Ông Tấn đi với ông Tấn đây. Ông Tấn đảo cho anh Tấn chuẩn bị thôi. Điện thoại giảm vừa. Hải mới vừa đi ra. Anh về rồi. Đấy. Buồn chưa? Nặng đáy ê. Hả? Nặng đáy ê. Nắm kỳ chứ. Đây cô cháu bên là 7 cân mà. Nắm kỳ chứ. Tập quái rồi cho quán thì quán này bơn quán thôi xuống hôi cho tao hoa tao con thử chuẩn bị mua lưu trước ý vừa trực lưu trí đáo tải tôi muốn thích cắt vỏ đi chai đi sang hôi cây gù tao chai bún mươi mẹp là nếu mở đông xuống rồi đúng không? Tắt ra. Dạ, tắt ơi.